Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhất Long Audio Hà Nội, địa chỉ số 12 ngõ 82 Mễ Trì ạ. Số điện thoại 0911 886 266. Quý vị và các bạn quan tâm, xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ bên góc phải màn hình để cập nhật những sản phẩm mới nhất cũng như những video mới nhất do Nhất Long Audio thực hiện. Vâng, đây là một kênh chuyên test và giới thiệu các sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn cùng tham khảo cũng như cân đối những cái mức đầu tư cho bộ dàn âm thanh nhà mình. Và hôm nay cũng như thường lệ, em xin gửi đến quý vị và các bạn một bộ phối ghép rất là hay trong phân khúc, đó là đôi loa JBL L100 Century thẳng hàng, và em đang ghép với chiếc âm ly Acouphay E406V và chiếc đầu CD Acouphay DP55 kiêm giải mã DAC. Các bác có thể nghe kết nối từ các tín hiệu như TV xuống hay là các thiết bị điện thoại máy tính từ bên ngoài vào, và qua bộ giải mã của chiếc đầu này thì cái chất lượng nhạc nó sẽ cải thiện rất là tốt luôn. Về hình thức ba món sản phẩm này thì là đẹp xuất sắc và zin 100%, hoạt động hoàn hảo tất cả các chức năng. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, đầu tiên đó là đôi loa JBL L100 Century thẳng hàng. Đây là loa có 3 đường tiếng và một bát 30 màng giấy và một chung giấy cũng như một chép giấy. Hình thức loa thì là rất là đẹp. Hình thức loa rất đẹp. Và tiếp theo đó là chiếc âm ly Acouphay E406V. Dòng này thiết kế hai đồng hồ vu chính giữa rất là đẹp. Và bên trong lắp pe này nó có các chế độ chỉnh bát, chép và ba lăng. Và đây là cầu loa AB, A cộng B đây. Và bên trên đó là chiếc đầu CD Acouphay model là DP55. Hai sản phẩm này thì là ghép và khá là hợp bộ với nhau, và tình trạng là đẹp xuất sắc và hoạt động tất cả hoàn hảo tất cả các chức năng. Về chiếc đầu CD này thì là đầu CD này tích hợp cả giải mã DAC các bác nhé. Các bác có thể kết nối qua nghe qua giải mã con này thì rất là tiện lợi cho các bác nghe từ nhạc YouTube xuống, rất là tốt luôn. Và bây giờ em sẽ test một bài nhạc, mời quý vị và các bạn cùng nghe thử cũng như về nghe thử chất âm của bộ ba sản phẩm này. Anh làm chiến sĩ xưa.
Vâng, video giới thiệu sản phẩm cũng như test sản phẩm đến đây em xin dừng. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo. Và như chiếc đầu CD Acophase DP55 này, em đang bán giá 43 triệu. Và chiếc âm ly Acophase E406V, em đang bán với giá 72 triệu. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.